Kính thưa toàn thể quý vị, và để khép lại chương trình trao đổi miệt vườn trước khi qua phần trường tôn bất thông kính thưởng, quý vị xin được mời vị cùng đến một sáng tác là nhạc Tuấn Nhi và Bằng Sang, lời dòng cổ Diêm Nghi Trần. Bài ca cổ được mang tên Bài Ca Kỷ Niệm, và với bài ca cổ này chúng ta sẽ được thưởng thức qua tiếng hát của Cẩm Tuyến và Thạch Sùng. Thank you.
đời mình cũng mãi không phai.